Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và mình là Siêu Hộ, và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến channel của mình. Và ngày hôm nay thì bên cạnh review chiếc xe màu đỏ này thì mình muốn tả chi tiết hơn đến cách mà bạn có thể làm thế nào để lựa chọn và nhận biết một chiếc xe chưa qua taxi, chưa qua dịch vụ mà nó còn đẹp nhất là với dòng Kia Morning như thế này. Thì Kia Morning thì phải nói với tất cả quý vị và các bạn rằng ở cái phiên bản Kia Morning nhập khẩu hay trong nước đều có rất là nhiều phiên bản. Nếu chúng ta chưa am hiểu về xe hoặc mới mua xe lần đầu, ta cần phải tìm hiểu hoặc là dẫn theo nhờ ai đó biết nhiều về xem xe hơn để chúng ta tránh việc lựa chọn sai, lựa chọn những chiếc xe mà nó không đúng với cái tầm tiền giá tiền của cái phiên bản đó, thì thực sự là hơi đáng tiếc một chút. Thì bên cạnh mình đó là một chiếc Kia Morning màu đỏ phiên bản nhập khẩu 2010, và đây nó chỉ là bản chung thôi. Nếu bản đủ của nó thì phải lên SX là vàng hoa mai cơ, còn nguyên bản của nó thì ở đây la răng của chủ cũ họ đã độ lên la răng thể thao rồi, còn nguyên nó sẽ chỉ là la răng sắt thôi đó. Nhưng để đánh giá với chiếc xe nó đẹp thì có lẽ cái phần dàn đồng ở miền Nam gọi là dàn đồng, ở miền Bắc mình còn gọi là thân vỏ nước sơn, thì nó còn đẹp. Ở đây thì bạn có thể nhìn tổng thể hai bên xe trái phải và tất cả các mặt, nếu màu sơn nó còn đều, còn bóng và còn nhiều phần nó nguyên bản thì tất cả chiếc xe họ đi nó còn giữ xe. Còn ngược lại, nếu một chiếc xe mà đã được tỉa nhiều hoặc là sơn toàn bộ lại xe thì chiếc xe đó dường như sẽ giảm giá trị xuống. Ở đây bạn có thể phân biệt nhìn có thể phần này sơn nó khác hẳn so với cái sản phẩm dưới đây. Có thể là chủ nhân để trời nắng thì nó sẽ rộp lên và cái lớp sơn nó sơn lại rồi ấy thì nó rất là dễ bị rộp dưới nhiệt độ, còn nước sơn nguyên bản thì dường như nó sẽ rất là giữ xe. Khi xem một chiếc xe, nhất là Kia Morning, thì bạn hãy để ý cái phần gầm này, để ý phần gầm, và trước khi xem phần gầm bạn xem cái phần hộp ba bô lê này. Thì hộp ba bô lê này nó còn giữ được cái độ nguyên và nó không bị sập sệ đó. Thì tức là chiếc xe này chủ nhân họ đi nó giữ xe nó không bị sập gầm nhiều đó. Về phần cánh cửa, ốp mở cửa, những cái ốp này nếu mà nó chưa bị thay và nó còn nguyên bản thì màu mạ chrome này nó vẫn còn giữ được cái vẻ sáng bóng và sang trọng. Khi mở cửa ra thì chúng ta không nghe thấy tiếng cọt kẹt, mà nếu nghe tiếng cọt kẹt thì chúng ta có thể tra những loại CR7 vào cũng hoàn toàn là thủ được cái tiếng đó. Tất cả cũng như các chiếc xe khác thì cái phần keo chỉ nó như một cái lớp tem bảo hành của xe ô tô vậy. Keo chỉ tất cả các cánh cửa và lắp capo cũng như là cốp phần đít xe thì phải đều còn giữ nguyên được, thì nó bảo hành cho xe rằng xe đấy nó chưa bị đâm đụng và chưa bị va chạm đó. Còn để phân biệt một chiếc xe taxi, tại sao lại phải phân biệt một chiếc xe taxi? Chiếc xe taxi ấy thì nó sẽ mất giá đâu đó hơn so với những chiếc xe mà chưa chạy taxi khoảng 40-50 triệu. Thì nếu bạn mua nhầm phải những chiếc xe mà đã chạy taxi rồi mà không biết thì nó sẽ bị hớ rất là nhiều, và chúng ta thì đâu đó lựa chọn và mua được một chiếc xe cũng phải mất 100-200 triệu, mà số tiền đấy cũng không phải là nhỏ. Thì ở đây các xe taxi ấy thì phần này đây, tất cả phần này, các phần bậc lên xuống, nhất là các bậc lên xuống của ghế phụ ấy, các bậc lên xuống của ghế phụ, tại vì đây là cái nơi mà chủ nhân cái người khách họ đi lên thì họ
không chú trọng về này và đạp chân lên rất là nhiều, và cái phần này nếu mà xe taxi nó sẽ trượt hết chứ nó không bị xước này, nó trượt hết. Và ở đây tất cả các phần táp lô, à gọi là táp ly cửa, thì nó có, ta để ý xem nó có thoát đục hay không. Tại vì ở những cái vị trí này là hãng taxi hay phải để dùi và gắn vào cái mắt thần để kiểm tra hành khách đó. Một phần nữa đó là một chiếc xe taxi thì nó sẽ không, cái phần phím còi này nó sẽ in hẳn những cái dấu tay của người tài xế, và vì họ dùng quá là nhiều, cũng như phần táp ly của người ta tì tay vào quá nhiều là nó không giữ được cái độ nhám nữa, và nó sẽ bị bóng hơn rất là nhiều. Đó. Và tất cả phần chân ga chân phanh cũng vậy. Chân ga chân phanh nếu mà chạy nhiều ấy thì tất cả các phần này nó bị mờ đi. Nó không còn giữ được vẻ như này nữa. Đó. Còn tất nhiên về chiếc xe này, nó là phiên bản nhập khẩu, và trên thị trường đâu đó chiếc xe này nó cũng rơi vào khung khoảng 255 cho đến 260 triệu, hoặc thậm chí là hơn đối với một chiếc xe đẹp. Một chiếc xe Kia Morning thì nó có rất là nhiều phiên bản, trong đó bạn có thể thường thấy những phiên bản như là chiếc LX là phiên bản tầm trung như chiếc xe này, hoặc là SLX thì đã lên Mazang Hoa Mai nếu là đời 2010. Thì đó là đôi chút đôi nét ngày hôm nay mình chia sẻ về cách nhận biết một chiếc xe Kia Morning còn chất lượng. Đôi khui về phần máy nữa, chúng ta xem phần máy nhé. Đây là phần máy của chiếc Kia Morning. Thì nó đã lên máy eco, máy gù rồi. Và khi xem phần máy ấy, chưa cần phải khởi động thì bạn có thể để ý xem tất cả phần da máy này nó còn sáng, nó chưa bị vàng ố, tức là chiếc máy này nó còn hoạt động tốt. Và chúng ta khởi động lên, thì gần như cái tiếng, thì đây là chúng ta bật điều hòa thì nó sẽ cái đặc điểm của dòng Kia Morning ấy, thì khi mà bật điều hòa thì nó cái phần dây vô hoa nó hoạt động nhiều hơn, thì nó rất là dễ gây ra cái tiếng ồn, nó khó chịu. Và khi chúng ta tắt điều hòa đi thì máy nó rất là êm như thế này đây. Và đặc biệt khi mà một lưu ý nữa, khi mà đi xe thì bạn phải đảm bảo phần nước điều hòa và nước máy phải còn và đảm bảo không bị hết, nhất là phần nước nước kính ấy, nước kính, nếu mà phần nước kính nó hết mà các bạn không để ý thì khi bạn gạt mưa lên thì nó rất dễ gây xước kính đó. Đó là một chút. Tất cả quý vị và các anh chị và các bạn đã theo dõi video này, nếu thấy hay hãy chia sẻ và đăng ký kênh. Nhớ là hãy bấm vào biểu tượng cái chuông ấy, thì các bạn sẽ nhận được những cái món quà thật là ý nghĩa. Xin chào và